Cử tri xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc kiến nghị tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng cập nhật quy hoạch đường xây dựng nông thôn mới để giúp người dân chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý tình trạng biển quảng cáo, biển buôn bán tự phát dọc tuyến đường Tân Rú - Đá Bạc, che khuất tầm nhìn, mất mỹ quan đô thị. Cử tri cũng đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở.